Nên khi nhóm nâng thlop miên chùm ngữ, đụng môn nâng miên chùm ngữ cực bẹp của viên. Hãy chà chì dù hai đập bè chân tới khi nhóm của bạn pra thân bẹt. Chân tới để tha pra thân bẹt tới dân bê là dân pra nâng viên bàn chìa. Khỏi vì dân phở hai tới dân tịch khỏi mà tới dân à rư làng vịnh. Chân tới dân chìa dìm nhằm thân bẹt nâng nhằm tới viên để tha bê là nhằm tới viên chìa bê là dân chúc nhằm tới viên. Rồi làm vịnh chân sọc của phiệp dưỡng viết trụt trùm. Bọn sọa là krom hôn Elken ít. Tam dạp ôn và ôn phơ ca nơi cho mùi nâng. Và về hai tới có tẹp tôn màu tam và ôn dạy gần thiên ít. Đã quạt phơ ca nơi krom hôn nâng. Vậy tới bọn ban pra là ha bằng bọn xa rai nâng. Dạp bê bằng mùi khai mai ôn. Bọn nhằm lục môn bật trăm là nghịch trăm tà vồn. Tại đọc bê khỏi mà dạ bông nhằm bàn bây khai á. Bây khai mà bông cho nó buồn, rất buồn là nghịch. À, dạ bê bông pra, dạ bê bông mùi khai nâng bàn lực tập hợp. Cô chỉ tì bình chật. Đời xa ấy tì mối sọc hợp hiệp mò muộn. Tì bì đời tha bài dương nâng miên xâm nàm. Chẳng à ha bông bông xa rai xa mọt ní vi miên ạ thạp bà giáo chân. Xâm nạp cập bê bộ viên hay sọc hợp hiệp dương. Vậy tới là o. Nên khá nhóm xong phát âm phá nha tự bông phá ôn thằng o. Đã miên chùm ngữ đôi nên khá nhóm nâng. Xong màu pra xa rai xa mọt Spirulina ni tớ cứ viên là o. Xong rạp xa cập hiệp đôi nên khá nhóm phá tỏa. Cứ nên khá nhóm phía dìm phở và mùi khai. Lớ nên khá nhóm pra mùi to tiết hào ý. Nói một chút lục nhẹ đói. Cứ xa BEmpire.